Xin chào quý vị khán giả đã đến với kênh của Lợi nha. Ừ quá, wow, bây giờ lâu quá rồi, khoảng 3 tháng rồi Lợi mới quay lại clip đó cả nhà. Ngày hôm nay thì đợt dịch này thì hết giãn cách rồi. Bây giờ hôm nay là sẽ về quê nha, về quê để quay clip cho cô chú chị mình xem. Quá nhiều cô chú anh chị nhắn tin nè, rồi comment nè, rồi hỏi rất là nhiều hai vợ chồng Lợi. Nhưng mà từ bữa tới giờ là trốn dịch ở trên Long An á, nên là không có về quê được. Với lại là ở dưới đây là người ta có chốt đó cả nhà, nên là mình không thể nào về được hết trơn á trời. Bây giờ người ta tháo chốt rồi. Bà con thì hiện tại giờ từ đây, từ nhà Lợi đi lên trên shop bán cái đồ thì thông chốt rồi, gỡ chốt rồi hết trơn rồi. Giờ tìm ở chợ thì có bé Hương. Bé Hương con của chị Ba, cả nhà nhớ không? Đang bán ở chợ đó. Bây giờ thì hôm nay về quê, cha đang mần gà để ăn nấu lẩu gà lá é. Đây là cái cây lá é, bây giờ Lợi sẽ chuẩn bị lại hái nha. Cây này giờ nó ra tùm. Cắt hết rồi vô đặt. Ủa này giờ mình cắt hết luôn hả mẹ? Đây. Lấy em hái hoa su đũa, trộn ăn cũng ngon. Cái cây su đũa đó là từ lúc quay clip tới giờ luôn á cả nhà. Cha chặt xong rồi cái nó ra lại, chặt xong rồi nó ra lại. Vợ lại là thích ăn cái này luộc. Luộc xong rồi chấm này chấm kia. Đó, cha lại đang phụ bằng gà, giờ lại đi vô lại hái ra luôn nha. Lâu quá trời để không thấy cha. Đâu cả nhà nha. Cả nhà thấy cha Lợi nay mập ốm cả nhà, bình luận cả nhà. Nay mập mà đen. Cha nay cha mập hơn hả? Mập lên ký, lên 2 ký. Uống cà phê sữa không vậy đó. Nè cả nhà, bữa nay là quá, coi gà nè. Gà mua trên nhà cô Sáu. Ủa sao nhà mình hết gà rồi sau nay mua 80.000 ký. Ngon gà trống ha. Ừ, gà trống gà nhà. Để cho con nguyên cái đùi khỏi chặt ra. Cái gì em thích cầm nguyên cái đùi ăn. Mua 80.000 á. Nhớ hồi nhỏ là có hai anh em mỗi lần mà bằng gà dịch là cha mẹ để hai đùi chia khỏi dành. Để đứa cá đâu có nào dành đâu. Ủa đứa nào mấy em? Nè cả nhà nhìn bông cái gì? Cái gì cơ này anh? Vú sữa. Nó đã ra trái nữa, này là cả nhà là biết là sắp Tết nữa rồi đó. Cái này là kịp Tết. Kéo các đại nhánh nó bự đem vô đây là. Để góc lại coi nó có lên lọn lại. Bữa này ăn đủ không ta? Mình nhà trước còn mẹ còn rồi, mẹ nó còn trước còn á. Cả nhà biết sao không? Lại rất là thích ăn cái lá é này, nên là mỗi lần mà về đây á, cái này mà lâu lắm rồi, 3 tháng rồi hai chồng lại mới được gì mình ra Đà Lạt mình ăn ngon anh ha, lẩu gà lá é tao ngộ hả. Ồ, ra Đà Lạt là rất là thích ăn cái món này lâu quá trời lâu. Về cái dây mướt là của năm hay của mình vậy? Cái gì dây mướt? Cả nhà chắc cũng nhớ cái khung cảnh này rồi đúng không, lâu quá trời rồi không làm clip. Cha với mẹ thì cũng không có comment mới để đọc, toàn là chắc lôi lại comment cũ để đọc không. Bây giờ là làm lại clip cho cô chú anh chị mình xem. Chắc. Bây giờ đi tới đi lui được, nhưng mà nói chung là tình hình dịch bệnh thì nó cũng còn chứ không phải là nó hết. Nhưng mà đi tới đi lui thì cũng kỹ chút xíu hết cả nhà ha. Long An bên này giảm nhiều. Giảm rồi cha. Giờ giảm rồi, giảm nhiều rồi. Cha cây vú sữa tím cũng ra trái rồi kìa cha. Tại vì ở trên Long An, ở cái tỉnh Long An của Lợi á là làm như đứng top 4, top 3 gì đó. Đó, 6. Nay xuống tụt hạng hả cha? Qua này coi thứ 6 rồi. Nay là dùng xanh lè rồi. Nay là dùng xanh rồi quý vị ơi. Cam. Ồ, cái này là hơi bị sướng á. Hồi đó dịch bệnh ở ngoài Hà Nội đồ á, mình thấy xa là mình đã sợ rồi, riết giờ xung quanh dịch trời ơi. Thấy nóng lạnh. Tại vì người ta về cách ly á cha, chứ không phải là ở ngoài nữa, trong khu cách ly. Bà con miền Tây á đợt rồi á cả nhà. Mọi người kéo nhau về quê. Về quê ở cả nhà ơi. Chứ nói chung là nói thiệt chứ mọi người khó khăn lắm mọi người mới chọn cách để về quê vậy. Chứ ở trên Sài Gòn giờ làm ăn thì không được. Lại thấy đăng lên mạng lại coi á, tiền nhà tiền cửa thì có chỗ bớt chỗ không bớt, nên là nhiều khi cô chú anh chị mình ở trển người ta không có làm cái gì ra tiền hết trơn, không có tiền đóng tiền nhà trọ, rồi lớp nào ăn uống, rồi lớp nào ví dụ như có con nhỏ ở dưới quê á, hay lại đọc lại coi là thấy là ví dụ như gửi
cháu nội cháu ngoại đâu á cả nhà. Rồi không có tiền gửi về quê rồi tiền đâu nuôi con. Thà bây giờ giờ về quê rồi cắm câu bắt cá bắt ốc đồ ăn. Cha thấy nước anh Khương vừa đăng đó cha, có cô chú anh chị đi bộ về nữa. Trời ơi, cái đi bộ, đi bộ bằng hà. Đi bộ. Lên trước nữa nè, lên trước cách thêm. Nè mấy cái này bông này già nè em. Cái lắc lắc. Anh lắc xuống cho nó lên đi anh. Thằng ơi nó cũng rớt ở dưới đây nhiều rồi á. Anh nghĩ là nó cũng rớt xuống dưới đây nhiều. Cái cây này xanh xanh này là cây gì mà đẹp quá anh ha. Cây dương sĩ, cây dương gì đó. Đẹp quá trời luôn á cả nhà. Nó lồng lồng vậy trời ơi, vô hình nó đẹp. Giả mang luôn á. Ổi này không biết có trái chưa. Trời ơi, từ lúc giãn cách tới giờ á cả nhà. Lại ở trển á, ăn uống rồi cái chô trốn trong nhà không à. Nay như lại lên cân cả nhà nhìn chắc cũng biết mà đúng không. Hai em về tới đây cái em thèm xôi à, ngộ ghê á. Không có vận động được, không có đi tập thể dục được á. Ăn xong rồi cái nó tồn lại. Rồi, bây giờ vô là lặt. Vô em lặt cho. Đậu bắp giờ nó cũng có trái rồi kìa. Giờ đi vô lặt cái này nha cả nhà ha. Để là vô lại hỏi cái thanh long của cha từ bữa tới giờ rồi sao buôn bán gì được không. Có sao cái mít cha chặt hết trơn vậy ta. Cha nói trước cửa không nên trồng cây mít. Ủa sao kỳ vậy? Không biết nữa. Sao trước cửa không nên trồng cây mít vậy cả nhà? Rồi đi vô đi em lặt cho để mà. Để không kịp. Mặc dù cảnh vật nó rất là thân quen với là chúng ta nhưng mà khá lâu rồi không làm clip cho nên hôm nay là cũng sẽ quay lại cho cô chú anh chị mình xem nha. Đó, những cái bông trang, bông giấy của cha thanh long thì cha xong đèn. Ủa cha ơi, thanh long này cha xong đèn hay là nó tự ra vậy cha? Ủa này là hàng mùa hả? Ồ, đây là hàng mùa nha cả nhà. Thanh long này là tự ra đó cả nhà ơi. Thanh long này là tự ra chứ không phải là xong đèn. Tại vì là nghe nói là thanh long xuống giá nên nhiều khi là xong đèn không có lời. Còn cái này là tới hàng mùa thì nó sẽ ra cho chúng ta như thế này. Bây giờ thì chắc cũng rẻ chỉ mười mấy ngàn. Để chút xíu nữa lại hỏi cha cho kỹ. Trời, coi cha này cả nhà biết sao rồi nè. Đó, cha buộc cộng kẽm, buộc vô trụ sạn nè, rồi cái buộc lên mái tôn. Cái nhà biết chị không, để ở dưới quê á, nhiều khi gió nó hơi chắc, gió nó mạnh, nó không có mức độ mà chóc nóc đâu. Nhưng mà tại vì cha kỹ á, nên là cha xiết xuống dưới nó cũng đặt vậy nè. Chào ngưng cha không kỹ thì rung rồi. Để lại hái, để mai mốt con ớt này mà không hái á, biết sao nó hư hết à. Trời mưa gặp nước một cái là nó hư hết rồi cả nhà. Đó, được hai trái, ngon ghê không? Càng cua còn không ta? Hình như là mẹ mới hái, mới cắt hay gì. Thấy trơ trụi hết trơn rồi, thường đây nè. Ồ. Đi vô cả nhà ơi, đi vô để đặt rau rồi. Vô nhà. Tên 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 tên. Hello cả nhà. Đây nội ơi. Chào nội. Chào. Khán giả hôm nay các cũng nhắn tin hỏi nội quá trời, hỏi nội khỏe không? Nhiều người lắm. Cái chị mà trong công an phường 24 mình đi giao á là chị cũng hỏi thăm mà nội đó. Hỏi thăm thôi, cảm ơn giùm tao cái rau đâu có gặp đâu, tao cảm ơn. Nội nay thì tình hình sức khỏe nội như thế nào, nội có thể chia sẻ với khán giả không nội? Thì cũng khỏe khỏe vậy thôi. Dạ, nội ăn uống sao? Ăn uống cũng ít chứ không ăn nhiều, ăn không được. Dạ, ai hết đầu đinh cho nội vậy? Bé trọng bé đường á. Này nội cắt đầu đinh. Hết lâu rồi. Này nội hết đầu đinh nha quý vị. Mới vừa bệnh hết không nội? Ừ. Hồi đó bệnh thôi kêu hớt cao cho mát. Dạ. Chỉ hơn cái giặt bệnh vậy đó. Rồi đi hết đâu có được, hớt cao rồi lâu lâu hớt lần. Quá trời, 3 tháng rồi con mới về, nội nhớ tụi con không? Nhớ chứ. Nhớ dữ không? À, nhớ cũng hỏi thăm hoài. Gần đây nội có nhớ ai nhiều nhất không? Anh hai. Yeah. Nó xa quá. Anh hai này chắc bao lâu rồi anh chưa về được ta? 5 tháng không cha?
gần nửa năm rồi hả, nhanh dữ rồi ta. 5 tháng chứ cho nè. Wow. Nó ở xa quá. Dạ. Nội nay sử dụng gậy rồi nha cả nhà. 4 tháng hơn rồi cha. Dạ. 5 tháng mấy chứ. Nội thì giờ vẫn khỏe nha cả nhà nha. À, cảm ơn bà con cô bác, cảm ơn cô chú anh chị đã gửi lời thăm sức khỏe tới nội. À, nội thì lại giờ vẫn khỏe, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Thì ngày hôm nay thì lại về là cũng thăm nội, thăm cha mẹ, rồi chút xíu nó điện anh 2 tiếng với chị 2 tiếng rồi vô chơi với mọi người. Ôi rau lên xanh lè đẹp ghê luôn vợ. Rồi bây giờ lại sẽ lặt rau phụ đặng cho mèo có ăn nha cả nhà nha. Chút xíu nữa gia đình mình tâm sự tiếp ha. Bây giờ là mình sẽ đâm cái lá é này để mình ốp vô thịt gà đó cô chú anh chị. Cái này theo miền Tây mới có tỏi phi gì nha cả nhà. Chứ ngoài người ta làm có đâu nha cả nhà. Tùy theo xứ. Ăn gì cũng phải có miếng tỏi phi vô cho nó thơm. Ờ, miếng gà thì không có miếng mỡ luôn. Miếng gà nè, vàng nè quý vị. Cả nhà thấy đã ghê chưa cả nhà, cái chân gà này sẽ giống chân gà Đồng Tảo ghê không anh hai, bự nè. Wow, chân gà Đồng Tảo nó đã ăn cặp đó, chân gà đó rồi thấy đã luôn rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ lá é vô nha. Xin chào dạ. Xin chào đại gia đình, chào mọi người nha. Lâu bữa nay rồi mới lên lại à. Mấy tháng trời luôn, mấy tháng rồi ta, 3 tháng rồi đó anh hai. Trên chắc cả trên đi. Trên chứ dịch nó không 4 tháng rồi. Ngồi quá trời, trời quá đất luôn hả? Bữa nay là về đây có cha với anh hai nha cả nhà nha. Nội thì nội nói là nội mệt nữa ngồi không nổi đó, nên đã dọn cho nội ăn ở trong đó. Còn cha con lại với anh hai thì ra ngoài hè ngồi ăn cho nó mát đó. Chiều ra đây ngồi ăn mát hả? Cả nhà coi nè, đây là lẩu gà lá é mà miền quê mẹ nấu đó. Bữa nay về mẹ đãi gà lá é cho là vô cho thơm quá. Lá é là cũng ở nhà luôn nha quý vị nha cả nhà đó. Trời ơi coi bà Hằng riết rồi giờ cái gì cũng quý vị. Bị nhiễm. Bị nhiễm. Coi bà Vân Hằng riết giờ tiếng. Giờ nói chuyện cái gì cũng quý vị hết á. Rồi vừa vừa đi chút bỏ rồi á. Bỏ nó bỏ nó vô tí. Xé ra. Bông lòng. Xé ra. Bông lòng trỏ. Lâu rồi không ăn bông thanh long ta. Xé nhỏ nhỏ ra chút. Đợt đó cha ăn cũng không mạnh miệng nhìn là biết liền. Mới ăn rồi. Ăn quá, để mai mốt mình để một bụi xào ăn. Bông lông sợi bò à? Ừ, bông lông sợi bò. Sợi thịt bò đó. Chứ nhớt như mùng tơi vậy. Ủa sao lửa yếu dữ vậy cha? Chắc nó cháy. Vô, không phải, nó không có gió, nó cũng con thấy nó cũng không có mạnh nữa đó. Thấy không? Giống bị nghẹt nghẹt hay gì ta. Có hết da không? Đấy, con có lắc da ra còn không? Con mới đổi bình ga mà. Nó cháy vậy á, đúng rồi đó. Không phải, yếu lắm. Thấy không? Yếu đâu. Này là có măng vô là chua chua rồi anh ha. Rồi ăn đi. Nãy mẹ nặng vô hai trái tắc nữa. Ăn đi. Mời cả nhà mình ăn chung món lẩu gà lá é miền quê này nha cả nhà. Mời cả nhà luôn nha. Rồi. Bữa giờ công việc sao anh hai, chắc đâu có qua chốt được đâu đi làm hả? Không. Thất nghiệp dài dài. Làm vòng đây. Lại ở trển á, cả nhà lại bán á. Nhưng mà có shipper có giấy tờ đầy đủ mới cho đi thu lưu thông ở trên cái thành phố Tân An trở, nên là khách hàng thì lại bán trái cây là nhiều. Tại vì đợt dịch đó mọi người ăn để cho nhiều vitamin C tăng sức đề kháng đồ lên, nên là bán trái cây cũng được, rất là ổn. Còn mấy bánh kẹo thì bán không có được tại vì dịch mà người ta chỉ ăn trái cây cho tăng sức đề kháng thôi đó. Nên là nói chung là bánh kẹo thì bán yếu hơn. Cũng có đồng ra đồng vô cũng đỡ nha cả nhà đó. Còn dưới quê này đồng ra không có đồng vô. Ra đồng. Ở dưới quê thì cha mẹ thấy ra đồng không à cả nhà. Ra đồng không à. Ra đồng xong rồi vô nhà. Lời sao lại thích ăn cái lá é này giả mang luôn. 4 tháng trời mới ra được cái chợ vô. Chợ cũng, ủa chợ đây cho bán là chưa cha? Chưa. Cho bán hay gì rồi cái đó cho bán mà được ít người ta đi lắm. Ta cũng còn sợ cả nhà. Cũng còn sợ. Lợi thì được chích 2 mũi rồi. Còn cha chắc mới 1 mũi đúng cha không? Cha cũng 2 mũi luôn rồi. 2 mũi luôn rồi hả? Ừ. Anh Tiến cũng 2 mũi luôn rồi, thấy rồi. Ủa cha 2 mũi, anh hai 2 mũi luôn. Ừ. Chích 2 mũi được cha đó. Cha chích thuốc Trung Quốc hả? Trung Quốc mà đều chích 2 mũi được rồi nay 5 bữa rồi. Yeah.
con thì được chích thuốc anh. Trời này thuốc chích quá rồi. Thôi kệ, cũng gì cũng có thuốc chích được rồi. Đúng rồi. Rồi nó đỡ rồi. Không có kén, lại giờ cho là chích gì cũng chích, miễn đủ hai mũi. Như thế thì lui nó đỡ sợ hơn ha. Đỡ sợ, thoải mái. Đỡ sợ chứ không phải là mình nghĩ y nha cả nhà. Đỡ sợ thôi. Cái lửa thấy bà. Tôi nghe người nghe người vậy. Đâu dám giỡn với lửa được. Cả nhà nha. Mà tròn đại đi. Ừ. Ba người quốc ăn hết con gà luôn đi. Con gà này ngon này Trang. Ừ. Gà này ăn thịt nó gà thịt. Gà thả giường mà. Gà đi bộ á. 80 ngàn ký nhân cả nhà. Gà bán 80 ngàn ký. Gà đòn lai. Không biết bà con mình trên Sài Gòn về quê được hết chưa hết. Không ai là gà đòn ra. Cha nghĩ chắc chưa về hết được đâu. Ông hai có coi mấy clip đó không? Chắc cũng còn nhiều ở đó lắm. Quá trời, thấy người ta về miền Tây, người ta nhiều quá trời. Tôi vừa đang tiếp tế đồ ăn bánh trái rồi mà coi. Xin việc làm luôn mà. Hơn dạ đúng rồi, xin việc làm giùm luôn. Nó rồi đi mần á, lại đi mần á. Xin nó lại cho đi mần. Có em nào luôn đi me me thằng cái thằng xin việc làm. Khương vừa lại ngay bỏ đi luôn. Anh Khương cũng hài đó, ông kéo cái xe của ông đó lại mà cái xe mà chở móc quá trời. Dạ cho anh Khương có mẹ. Có thằng đó đi bộ á. Đi bộ rồi lại Khương vừa kêu đi test á. Dạ đúng rồi. Thôi vậy. Cho tiền đi test luôn. Thằng kiếm xe gian về quê. Đâu phải về miền Tây mình không đâu, về miền Trung đồ người ta cũng đổ về dữ lắm á. Mà sao người ta đổ đồ Sài Gòn nhiều ghê ha. Thì đất làm chim đậu. Sài Gòn y chang là bình sữa mẹ vậy đó. Cho dùng ra, nói chung ra là do người ta thất nghiệp không có việc làm, ta lên tỉnh đi mừng hồ. Làm đủ thứ nghề chả đủ thứ nghề rồi tao tiền thì không, tiền thì không có mà tiền trọ thì lại không có bớt, có chỗ bớt chỗ không bớt, có chỗ người ta đâu lấy tiền trọ luôn người đâu ta ấy luôn, mà có người ta bán điện thoại ta về luôn á, tiền về luôn á, bán điện thoại mà mua được xe đạp à. Về quê á. Giá anh hai tới Tết về được cho về Tết gì chưa? Nhà ở đây thì có anh hai còn kẹt ở Tết. Anh hai còn kẹt trên Sài Gòn. Mình đều cũng vẫn đi làm được. Anh hai cũng chích mũi 2 luôn rồi cha, quên nói cho cha nghe nữa. Chích chưa? Chích rồi cha, cách đây 3 ngày rồi. Khỏe cho nó. Không rồi. Quên nói nữa. Thì dòng họ mình chích mũi 2 hết luôn rồi đó. Ừ. Khỏe rồi cho nó. Tại đó nó còn đi làm được chứ, làm. Anh Hải Trang vẫn làm bình thường mà đúng không? Đúng rồi. Bình thường. Từ hôm dịch bệnh đến nay cũng làm bình thường, đâu có nghĩ đâu. Tôi chú anh chị mình cũng ráng giữ gìn sức khỏe nha mọi người. Ra đường của chú anh chị kỹ kỹ chút xíu. Tốt cho bản thân mình trước rồi. À nè, tiếng lớp ăn đi mày. Gia đình cũng đỡ. Cái đùi của em mẹ cất hả? Dạ mẹ ăn ngon. Nhà này mới mốt mua nấu cháo. Cha con thèm gà nấu cháo thôi, gà hấp nước mắm á cha. Kiếm cốc chuối nữa ha. Trời ơi, rất ngon lắm. Có tháng này mới có nữa gà đó đó. Để cho dặn ít con, để điện dặn ít con. Gà chắc gà tống quá. Tống. Giờ biết gà tống này. Trời ơi, nhỏ xíu mà cân 2 ký mấy á. Giờ hôm nay biết gà tống nằm đây. Gà nặng lắm. Thường tao giấu cái đó dữ lắm mà sao anh hay khoe ra vậy. Giới thiệu ông vậy tao biết gà trống. Nhớ mấy tháng trời hai đứa ở trong tiệm á, trời đóng cửa cứ tù húng ở trong tiệm mà. Tối ngày đóng cửa không. Ở dưới quê còn thoải mái. Ừ, ở dưới quê còn mình không có cho, nó không cho đi xa nhưng mà mình còn đi vòng vòng ở ra ngoài vuông. Còn ra vuông rồi ra sân rồi, còn hai tụi con là ở trong không. Đi đây đi đó còn ở thành phố thôi rồi. Mấy mét vuông chui ra chui vô. Mà hơn là chỗ mình cũng rộng cũng đỡ lên ha. Bây giờ rộng chật thì cũng không muốn đi đâu hết trơn. Không dám đi đâu đâu. Mua đồ ăn thì giao tới chỗ.
giao chứ cũng không thấy mặt người giao nữa cha. Con mở cửa lên chừng chút mà con thò tay ra con để vô mà chứ con cũng không thấy được mặt người giao. Mình phải kỹ vậy mới được chứ. Ôi ở đây cũng đi mua đồ ăn, đây là cho ăn sớm nè, tao bằng heo tao bán á. Tưởng đâu không có đồ ăn ăn chứ cấm chợ bán không có đồ ăn ăn, mà đừng sớm tao cũng bằng heo tao bán mình đi mua ăn. Dạ, mới đầu con cũng tưởng là không ai bán gì. Nghe nói cấm chợ ráo rồi không biết đồ ăn đâu ăn à. Nhất là nhiều người đi dự trữ quá trời luôn. Dự trữ riết mà hết mì hảo hảo luôn. Đợt lại gửi từ thiện á, mua mì hảo hảo cho bà con mà không có mì hảo hảo. Tại bắt ốc bu vàng ăn riết hết luôn mà. Diệt ốc muốn hết luôn. Chúng ra tưởng đâu không có đồ ăn, nhà ở quê tao bằng heo tao bán mình đi mua ăn cũng đỡ. Tưởng đâu không có đồ ăn. Cay quá trời luôn á, nằm có bốn chết. Ăn cay dở kìa. Lâu rồi không được ăn. Lẽ ăn đã gì đâu quý vị ơi, cả nhà ơi, quên quý vị hoài. Qua trời thấy đeo vàng, ủa đeo kim cương mà thấy nóng lạnh rồi chứ. Ủa đang sáng nghe anh Bình nó đăng lên già của mình hoài linh chết hả ta? Con cũng thấy đăng á mà không biết không tin thiệt á. Ừ. Sáng nghe anh Bình nói nè. Quá trời ca sĩ Phi Nhung chết mà em ám ảnh mấy ngày trời. Lướt thì mạng xã hội lướt cái là thấy Phi Nhung, lướt cái là thấy Phi Nhung. Tội nghiệp không? Quá trời tội nghiệp thiệt sự. Mới ngầm mớt cổ luôn. Mới coi chương trình gì Ký Ức Vui Vẻ. Em có coi đó không? Em chỉ coi lại lúc mà chết rồi á. Vì dân không à, vì dân mà chết đó hả? Đúng rồi. Đáng lẽ ra là đi qua nước ngoài sống với con gái rồi đó. Phải đi lại ruột rồi. Đưa về Mỹ rồi bác hai. Đi rồi. Quả tán xong rồi đi, chỉ là đem hài cốt qua thôi. Bị nhiễm mà sao để được bác hai. Con đọc con thấy là quả táng ở Bình Hưng Hòa Việt Hương đem tro cốt qua bên Mỹ. Quả táng đem ra ngoài rồi đó, hai cốt rồi. Tội nghiệp quá ha. Đem ra ngoài gặp chí tài. Đợt dịch này thấy chị Việt Hương chỉ làm từ thiện, trời ơi chạy sân đầu luôn. Nhớ bạn đi từ thiện mới cho đồ, trời ơi chuột xe chạy. Tức là kêu thường nó không điên đóng rồi đem diện hũ á. Gặp dân ra, dân ra các bạn la, bà nói đừng ra, đừng càng ra. Chạy tới nhà xin bình oxy luôn mà. Qua trời đợt dịch này hoành hành bà con mình quá trời luôn. Từ thành phố cho tới miền quê hết cái nước Việt Nam. Hồi đó bị có mấy chục ca là tá quả thông tin. Đợt bà Nhung nào ở ngoài Hà Nội á anh hai. Bị một cái xô không sao, không sao. Giờ cả nước luôn. Rồi sao giờ chọc sao này dữ nữa. Bởi dịch bệnh này chịu lây thì sợ thiệt. Giờ dái đâu hết mẹ rồi, dân bộ khỏe làm ăn đồ được bởi gai tới nuôi bằng họ rồi hết cho hết được luôn. Giờ phải dứt luôn và phải có thuốc trị nữa ha. Ai giờ nghe nói giờ nghe nói làm gì là thuốc là uống đó. Ngon quá, nãy ăn cái lẩu này chế thuốc uống rồi là chặn lại ha, chặn lại bớt.